Video này thì mình cũng không tua nhanh mà chúng ta chỉ sử dụng duy nhất một cây chì 8B và cây di chì thôi để xử lý cho cặp mắt và cái cũng như là vùng da, tất cả các thứ. Các bạn nhớ xem hết video và hữu ích thì đăng ký ủng hộ mình nhé. Thank you.
Thank you.